chú một lần rồi, ừ, đúng không? Con trao đổi chú một lần rồi. Không, để tôi nói. Thôi, mình làm thì mình cứ làm. Ừ. Chỉ mà gọn gàng lại thôi, nhá. À, không tự nhiên mở cửa, cái này mày đem dịch về đây à? Tự nhiên. Thôi, được rồi. Thôi, mấy anh em cứ làm, à, gọn gàng, sạch sẽ là được. Mình nói chú nghe nè. Chú ơi, chú lớn rồi. Con nói chú nghe nè. Mày đừng nói nữa, tao đập cho đấy. Ê, chú đập con hết đây nè chú. Đây nè, đây nè. Đặng Văn Phúc nè chú. Đập đi. Đập. Thôi. Hả? Đập. Đập đi chú. Trời ơi, cái mặt con nè. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Trời ơi, con hiểu rồi. Thôi, anh Văn Phúc này nổi tiếng ở Việt Nam nè chú. Chú đi đánh em, chú lớn lên đi đâu. Chú lớn lên, nổi tiếng ba lần luôn. Tự nhiên. Chú làm gì vậy? Chú làm chiến vụ gì? Chú mời cái cán bộ, mà nói chuyện với Giang rồi đặt Giang. Vụ 500 ngàn hồi trước không? Thôi, vụ 500 ngàn hồi trước không? Thôi, tôi làm giấy tờ làm được không? Thôi, được rồi. Tự nhiên cái đời đặt người ta, người ta đâu có làm gì đâu. Anh biết ở đây là... Lớn rồi. Bỏ ra biết bao nhiêu tỷ để cứu người dân. Nãy giờ tôi có nói gì đâu. Thôi, tôi nói rồi. Mình cố gắng làm gọn gàng là được. Thấy không? Nãy giờ tôi đâu có nói gì, đúng không? Đây, để em trực tiếp gắn vợ ra. Đúng rồi, mình nói thôi bây giờ em biết rồi, ông này quen với ổng. Ông này quen với ổng, điện ổng lại là ổng kiếm chuyện với mình. Thôi, được rồi. Ở đây là chỉ ở ngoài đường, lấy oxy cứu dân thôi, chứ ai làm gì đâu. Tôi đâu có nói gì đâu, tôi nói là bây giờ đó mình làm việc còn càng là được. Lớn rồi. Trời ơi, tướng ổng xích một cái màu cũng không chết nữa, chở đó hả? Mỗi người nhìn nhau một tiếng đi. Chở mà đầu quýnh người ta. Giả sư kìa, đầu quýnh. Mỗi người nhìn nhau một tiếng đi. Trời ơi, tôi nãy giờ tôi đâu có nói cái gì đâu, đúng không? Dạ, em biết anh không nói rồi. Ví dụ như anh với em nói chuyện trao đổi nhau, vấn đề mà gọi là... Tự nhiên cái đơn vừa nói chuyện cái đồ đập nè. Đúng rồi, bữa nay gặp gì đâu không luôn. Các bạn thấy rõ ràng thấy không? Đây là có giữa cái sự cấu kết với nhau. Cái ông này hồi trước là mình đã nhờ mẹ mình làm giấy gửi ổng 500 ngàn, ổng không làm được. Còn mẹ ông Phúc nói là nếu mà làm không được, trả lại. Cuối cùng ổng làm như vậy đó. Ổng kiếm chuyện như vậy đó. Mình lớn rồi đâu phải nhỏ đâu, muốn quánh người ta. Vợ trời ơi, Đặng Văn Phúc nè. Quánh đi, cái mặt Đặng Văn Phúc mình rất là dễ quánh.